Chào mừng các em đến với tiết toán, bài toán giải bằng hai phép tính. Bài học này có hai hoạt động. Giờ chúng ta sẽ cùng bước vào hoạt động 1, hướng dẫn giải bài toán bằng hai phép tính. Cô có bài toán như sau. Một cửa hàng ngày thứ bảy bán được 6 xe đạp. Ngày chủ nhật bán được số xe đạp gấp đôi số xe đạp trên. Hỏi cả hai ngày cửa hàng đó đã bán được bao nhiêu xe đạp? Giờ chúng ta sẽ tóm tắt, phân tích và tìm ra các bước giải bài toán này nhé. Bài toán cho chúng ta biết, một cửa hàng ngày thứ bảy bán được 6 xe đạp, ngày chủ nhật bán được số xe đạp gấp đôi số xe đạp trên. Bài toán hỏi cả hai ngày cửa hàng đó bán được bao nhiêu xe đạp? Muốn biết cả hai ngày cửa hàng đó bán được bao nhiêu xe đạp, ta phải tìm số xe đạp bán trong ngày chủ nhật. Bước 1. Bước 2, dựa vào câu hỏi, tìm số xe đạp bán cả hai ngày. Giờ các em hãy suy nghĩ và giải bài toán vào trong vở nháp nhé. Giờ các em hãy lắng nghe cô trình bày bài giải. Bước 1, tìm số xe đạp bán trong ngày chủ nhật. Cô có lời giải đầu tiên, số xe đạp bán trong ngày chủ nhật là 6 x 2 bằng 12 xe. Bước 2, tìm số xe đạp bán cả hai ngày. Ta lấy số xe đạp ngày thứ bảy bán được cộng với số xe đạp ngày chủ nhật bán được mà ta vừa tìm được ở bước 1. Cô có lời giải 2, số xe đạp cả hai ngày bán được là 6 cộng 12 bằng 18 xe, đáp số 18 xe. Chúc mừng bạn nào có cùng bài giải giống như cô. Muốn giải bài toán bằng hai phép tính, ta làm theo các bước sau. Bước 1, đọc kỹ đề, xác định đề bài cho và đề bài hỏi. Bước 2, tóm tắt dưới dạng sơ đồ hoặc chữ. Bước 3, phân tích. Bước 4, trình bày bài giải. Tiếp theo, cô mời các em đến với hoạt động 2, thực hành luyện tập. Cô mời các em đến với bài tập số 1. Quãng đường từ nhà đến chợ huyện dài 5 km. Quãng đường từ chợ huyện đến bưu điện tỉnh dài gấp 3 lần quãng đường từ nhà đến chợ huyện. Hỏi quãng đường từ nhà đến bưu điện tỉnh dài bao nhiêu km? Giờ chúng ta sẽ tóm tắt, phân tích và tìm ra các bước giải của bài toán này nhé. Bài toán cho chúng ta biết quãng đường từ nhà đến chợ huyện dài 5 km. Quãng đường từ chợ huyện đến bưu điện tỉnh dài gấp 3 lần quãng đường từ nhà đến chợ huyện. Bài toán hỏi quãng đường từ nhà đến bưu điện tỉnh dài bao nhiêu km? Muốn biết quãng đường từ nhà đến bưu điện tỉnh dài bao nhiêu km? Bước 1. Ta tìm quãng đường từ chợ huyện đến bưu điện tỉnh. Bước 2. Tìm quãng đường từ nhà đến bưu điện tỉnh. Giờ các em hãy suy nghĩ và trình bày bài giải vào vở toán lớp. Cô mời các em cùng hướng lên màn hình theo dõi phần trình bày bài giải của cô. Bước 1. Tìm quãng đường từ chợ huyện đến bưu điện tỉnh. Cô có lời giải như sau. Quãng đường từ chợ huyện đến bưu điện tỉnh dài là 5 x 3 bằng 15 km. Bước 2. Tìm quãng đường từ nhà đến bưu điện tỉnh. Cô có lời giải như sau. Quãng đường từ nhà đến bưu điện tỉnh dài là 5 cộng 15 bằng 20 km. Đáp số 20 km. Chúc mừng bạn nào trình bày bài giải giống cô. Tiếp theo chúng ta sang bài số 2. Một thùng đựng 24 lít mật ong, lấy ra 1/3 số lít mật ong đó, hỏi trong thùng còn lại bao nhiêu lít mật ong. Giờ chúng ta sẽ cùng nhau tóm tắt, phân tích và tìm ra các bước giải của bài toán này các em nhé. Bài toán cho chúng ta biết, một thùng đựng 24 lít mật ong, lấy ra 1/3 số lít mật ong đó. Bài toán hỏi trong thùng còn lại bao nhiêu lít mật ong.
Muốn biết trong thùng còn lại bao nhiêu lít mật ong ta làm như thế nào? Muốn biết trong thùng còn lại bao nhiêu lít mật ong, ta tiến hành theo hai bước giải. Bước 1, tìm số lít mật ong lấy ra. Bước 2, tìm số lít mật ong trong thùng còn lại. Giờ các em hãy suy nghĩ và trình bày bài giải vào vở toán lớp. Cô mời các em theo dõi phần trình bày bài giải của cô. Bước 1, tìm số lít mật ong lấy ra. Cô có lời giải như sau. Số lít mật ong lấy ra là 24 chia 3 bằng 8 lít. Bước 2, tìm số lít mật ong trong thùng còn lại. Số lít mật ong trong thùng còn lại là 24 trừ 8 bằng 16 lít. Đáp số 16 lít. Chúc mừng bạn nào có phần trình bày bài giải giống cô. Sang phần hướng dẫn tự học. Ở nhà các em xem lại bài, chuẩn bị bài luyện tập trang 52. Tiết học của chúng ta đến đây là kết thúc. Chào tạm biệt các em, hẹn gặp lại các em vào tiết toán sau.